Hello các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành, chúc các em học sinh có những kỳ nghỉ hè thú vị và đi du lịch nhiều nơi các bạn nhé. Hôm nay với một cái đề tài rất chi nóng hổi, đó là theo các bạn thì cái ngôn ngữ nào là quan trọng nhất? Các bạn có thể thầy sẽ nói cái câu trả lời ở cuối video này. Thế thì các bạn thấy chúng ta đã học ngôn ngữ Anh, tiếng Anh ở trong nhà trường các bạn ạ. Rồi là các cái ngôn ngữ liên quan. Đấy, ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ quốc tế. Rồi ngôn ngữ chúng các từ tiếng mà nhiều người sử dụng, chẳng hạn như tiếng Trung Quốc cũng rất nhiều người sử dụng. Ngoài ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng số 1 nhiều nhất đến Trung Quốc. Rồi ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha cũng là 6 Trung Quốc thôi. Rồi tiếng Ấn Độ đấy. Đấy có nhiều ngôn ngữ, tiếng Nhật Bản đấy, tiếng Japan. Rồi tiếng Pháp, hội đồng nói tiếng Pháp đấy. Thế thì mỗi cái ngôn ngữ thì đối với dân tộc của họ thì cái ngôn ngữ họ là quan trọng số 1. Còn các cái ngôn ngữ khác nhau thì có vai trò khác nhau. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế rồi. Nhưng vấn đề đặt ra là cái ngôn ngữ đó quan trọng hay không là liên quan đến bản thân con người. Còn nếu chúng ta học một cái ngôn ngữ từ trong ghế nhà trường chúng ta học, rồi lên đại học chúng ta học, rồi ra cuộc sống thì bắt một cái bằng B1, B2, B3, BC. Nhưng cuối cùng là gì? Không sử dụng được. Đấy. Quay lại chúng ta lại phải nói tiếng Việt. Ta giao tiếp người Việt, bởi vì chúng ta không sử dụng ngôn ngữ đó thì trong một cái thời gian nào đó nó sẽ mãi một đi đấy. Vấn đề ở đây cái ngôn ngữ quan trọng nhất là cái ngôn ngữ mà để chúng ta sống hàng ngày và làm việc đấy. Có thể sống hàng ngày bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ tức là tiếng Việt, nhưng bạn có thể làm việc với các cái đối tác, chẳng hạn người Nhật Bản thì bạn giao tiếp tiếng Nhật Bản thế nào thì cái ngôn ngữ đó là cũng là quan trọng, là số 6 tiếng Việt đấy. Hoặc là tiếng Pháp, các bạn thường xuyên làm việc với Pháp hàng ngày đúng không? Ngoài tiếng Việt ra, đấy, các bạn sử dụng thì đó là một con đường quan trọng. Rồi tiếng Trung Quốc, các bạn giao tiếp với các người Trung Quốc, làm việc với họ để đem lại cuộc sống của bạn thì cái tiếng đó là quan trọng. Tức là một cái ngôn ngữ nào quan trọng thì ngôn ngữ đó là phải là cho bạn sống, sử dụng giao tiếp hàng ngày hoặc là trong công việc thì là quan trọng. Như thấy là học ngôn ngữ A, B, C cuối cùng là quay lại nói tiếng Việt. Thì rõ ràng việc học đó là chỉ cho biết thôi, mà biết tiếng cần phải học, các bạn có thể định trung tâm. Còn nó quan trọng nhất nếu chúng ta dùng ngôn ngữ để mà sống, dùng cái ngôn ngữ đó để làm việc thì cái ngôn ngữ đó mới quan trọng. Còn học bỏ ra một khối tiền, đồ sổ, hồi phổ thông bỏ ra khối tiền, đại học bỏ ra một khối tiền, rồi quy định này, quy định kia, cuối cùng quay lại cũng phải nói tiếng Việt. Rồi sử dụng các cái ngôn ngữ này, nói chung là khó, nói như ngọng đấy, nó không thanh thạo, thì rõ ràng là cái việc học đó cũng có giá trị lắm. Chỉ biết thôi, biết thì có rất nhiều cái cần biết, mà các bạn tra Google có thể học trên Google cũng được. Riêng ngôn ngữ thì các bạn có thể tự học là chủ yếu, đừng có quy định một cái bắt buộc nào cả. Phải có cái A, cái B, cái C. Mà chúng ta cái ngôn ngữ quan trọng nhất vẫn là tiếng Việt. Chúng ta sống giao tiếp bằng tiếng Việt, rồi trong môi trường sống chúng ta bằng tiếng Việt, rồi chúng ta làm việc ghi các văn bản cũng bằng tiếng Việt, rồi trao đổi thư từ, nói qua điện thoại hoặc nói qua Facebook, Zalo, rồi YouTube đều bằng tiếng Việt, thì rõ ràng cái ngôn ngữ không có ngôn ngữ nào thay thế được, đó là tiếng Việt. Tiếng Việt là ngôn ngữ số 1 đối với thầy, tiếng Việt là ngôn ngữ số 1 đấy. Và nhiều người giống thầy, các bạn học sinh sau này sống trong môi trường Việt, sống trong môi trường Việt Nam, nói bằng tiếng Việt, rồi là giao tiếp, rồi công việc, các cái văn bản để tiếng Việt thì tốt nhất là học tiếng Việt cho giỏi. Chứ học ngôn ngữ A, ngôn ngữ B rồi để biết để đó, cuối cùng vận dụng thì cũng chẳng làm vài tháng hoặc là nó sẽ quên đi, nó sẽ mai một phải học lại và nó mất tác dụng. Các bạn bỏ một khối bạc ra, cuối cùng đem lại một cái lợi ích cả. Cho nên ta người Việt Nam nên sử dụng tiếng Việt Nam. Còn nếu bạn thích giao tiếp nước ngoài, các bạn có thể cần phiên dịch, học dịch các bạn hoặc Google gì cho rồi, nói chung rất đơn giản, sát nghĩa luôn các bạn ạ. Cho nên là cái quan trọng số 1 của người Việt thì là ngôn ngữ Việt. Đương nhiên bạn nào giỏi tiếng Anh thì các bạn giỏi tiếng Anh, với điều kiện là bạn giao tiếp được bằng tiếng Anh, chẳng hạn giải toán bằng tiếng Anh cũng rất bổ ích. Nhưng mà mấy ai làm được, sinh viên, giáo viên mấy ai làm được đấy. Rồi là hoạt động công việc bằng tiếng Anh mấy ai làm được? Đương nhiên là sẽ có rất nhiều người, có thể là các cái tiếp viên hàng không, họ bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp các khách hàng là hiển nhiên. Nhưng mà đối với những con người bình thường như chúng ta thì ngôn ngữ số 1 phải là tiếng Việt các bạn nhé.
đấy sự chia sẻ cho các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở dịp gần nhất. Hy vọng rằng chúng ta sẽ trau dồi cái vốn tiếng Việt chúng ta để một lần giao tiếp cuộc sống hàng ngày rồi áp dụng công việc, đó là cái cần thiết nhất. Và đối với thầy, ngôn ngữ quan trọng số 1 đối với thầy đó là tiếng Việt các bạn nhé.